rất đi học và bây giờ cũng già rồi. Cách đây ít lâu tôi về Hà Nội dự kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp đại học và một cô nhìn con bảo ô mày đến đấy à, trời ơi sao mày già thế, mày xấu thế, mà tóc mày đâu hết rồi. Thì con mới thấy rằng mới chỉ có 30 năm mà thân hình cái tóc của mình đã rất yêu như thế mà đã bỏ mình nó đi, ra đi. Cái răng của mình hàng ngày ăn uống cũng vậy rồi nó cũng sẽ ra đi, rồi con người chúng ta cuộc đời rất nhanh. Như vậy có người chỉ sống một cuộc đời của mình. Và lần trước chúng ta đã học, khi mà chúng ta chết thì thân xác của chúng ta sẽ thối rữa, sẽ trở thành cát bụi, sẽ trở về cát bụi. Nhưng linh hồn của chúng ta cũng chỉ có một linh hồn thôi, và linh hồn thì không thể chết được. Và toàn bộ bài giáo lý lần trước tôi liên quan đến câu hai câu trong giáo lý của ngày hôm nay là tôi đi hằng sống vậy. Tức là gì? Sau khi chúng ta chết thì thân xác chúng ta có thể thối rữa, có thể mục nát, có thể là không còn gì, nhưng linh hồn của chúng ta sống mãi. Và kể từ khi chết thì chúng ta bắt đầu bước vào một cuộc sống đời đời, tức là một cuộc sống không có kết thúc. Đây không phải là một sự Kinh Tô giáo đưa cái vấn đề hằng, cái cuộc sống vĩnh hằng ra để đe dọa, để lôi kéo chúng ta đâu. Nhưng chúng ta thấy rằng những cái khái niệm và cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống sau cái chết đã được mặc khải trong kinh thánh. Chắc quý ông bà và anh chị em đã còn nhớ trong kinh thánh đã nói đến việc là ông Lazaro nghèo khó chết và ông ta được ngồi trong lòng Abraham. Trong khi đó những người giàu có chết và họ bị họ ở dưới hỏa ngục. Như vậy kinh thánh đã nói rõ cho chúng ta là có thiên đàng hỏa ngục, có cuộc sống đời sau. Sau khi chúng ta chết là chúng ta chịu phán xét, đó là cuộc phán xét riêng. Chúng ta nhớ là mỗi người chúng ta sẽ chịu hai cuộc phán xét, là cuộc phán xét riêng và cuộc phán xét chung. Phán xét riêng là khi sau khi chúng ta chết, chúng ta đến trước tòa Chúa và chúng ta bị chất vấn, chúng ta bị xét xử về vấn đề là chúng ta đã làm gì ở trần gian, chúng ta đã yêu thương người khác như thế nào, chúng ta đã phục vụ người khác như thế nào. Tức là về cái gì chúng ta làm, chúng ta nói khi chúng ta còn ở trần gian này, đó là cuộc phán xét riêng. Còn khi đến ngày cuối cùng là ngày tận thế thì chúng ta sẽ phải chịu một cuộc phán xét chung. Tức là Đức Giêsu sẽ đến lần thứ hai và Ngài lúc đó như trong kinh thánh, như chương 25 tin mừng Matthew đã cho chúng ta biết rõ, lúc đó chiên và dê sẽ bị tách ra, tức là người tốt, người lành và người dữ sẽ bị tách làm hai. Đó là chúng ta dựa vào kinh thánh để khẳng định rằng chúng ta, cái đời sống của chúng ta không chỉ ở trần gian này mà đời sống của chúng ta còn kéo dài mãi mãi sau khi chết. Đó là cuộc sống, đó là một cái cuộc sống vĩnh cửu, một cuộc sống hằng tôn đi hằng sống vậy. Làm câu rất ngắn ở trong kinh Thiên Kính nhưng chứa đựng tất cả những ý nghĩa của cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải tin rằng sau khi chết chúng ta còn sống mãi. Ông bà anh chị em của chúng ta có thể đã qua đời, nhưng chúng ta tin rằng họ vẫn hiện diện trong gia đình chúng ta, với mỗi người chúng ta trong gia đình nhất là. Cho nên giáo hội thường khuyến khích chúng ta phải cầu nguyện cho họ, bởi vì không ai biết được là sau khi chết ông bà cha mẹ chúng ta đang ở đâu. Chúng ta và chỉ có chúng ta mới có thể cứu được họ, bởi vì sau khi chết là chúng ta không thể làm được gì để tự cứu lấy mình, mà con người chúng ta phải cần đến sự cầu nguyện hy sinh của những người còn sống để cứu họ.
để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của họ, còn đã mắc phải khi còn sống và họ đang bị lửa luyện tội thiêu đốt. Giờ con xin tổng đoàn bảo cho con hỏi đời sống lý tưởng là gì? Hiện đang ở phòng trắc nơi quận 3,
Thank you.
con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và của chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn hòa muôn đời. Thank you.
ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lắng riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế kẻ đuôi người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lắng thuyền ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên tự khắp các thành. Họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì đặt lòng thương vì họ như bầy chiên con người chăm dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Chúng ta vừa thấy một tâm trạng, một thái độ, một tấm lòng của Chúa Giêsu, đó là tấm lòng chạy lòng thương. Khi Chúa Giêsu thấy đám đông đi theo ngài để nghe ngài nói về mầu nhiệm nước trời, về mầu nhiệm nước Thiên Chúa, và rồi trong cái đám đông đó có những người đuôi què mẹ sức bị quỷ ám, và trong cái hành trình đi ra giảng tin mừng, chúng ta không phải chỉ ở đoạn tin mừng này chúng ta mới thấy Chúa Giêsu chạy lòng thương, nhưng nếu đến cho kỹ ít là 20 lần Chúa Giêsu chạy lòng thương. Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ hình ảnh của Chúa Giêsu chạy lòng thương khi thấy người ta đang đi chôn đứa con trai duy nhất của bà qua thằng Nam Yên. Và chắc có lẽ chúng ta còn nhớ hình ảnh chạy thương của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu thấy chị em của Lazaro khóc thương Lazaro. Và đặc biệt chúng ta nhớ đến ánh mắt chạy thương của Chúa Giêsu khi đối diện với người đàn bà phạm tội ngoại tình. Giữa đám đông dân chúng hăm hở chuẩn bị ném đá người đàn bà cho là bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, thì ánh mắt chạy thương của Chúa Giêsu chạm lấy ánh mắt của người đàn bà, và Chúa Giêsu không nói gì, chỉ cúi xuống và viết trên đất: nếu anh không phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi. Một lòng thương đến tận cùng của Chúa Giêsu nơi con người tội lỗi. Và chắc có lẽ một hình ảnh đẹp, một hình ảnh đẹp mà con nhớ mãi, đó là hình ảnh của ánh mắt Phêrô ở trong vườn Gethsemane. Phêrô đã can đảm để chối thầy mình dù trước mặt một tên đệ tớ cao, nhưng chính khi Phêrô chối thầy thì lại là lúc mà thầy lại đưa ánh mắt nhìn Phêrô. Một ánh mắt nhìn không phải là ánh mắt của trăng bóng, của ánh mắt thật thù, nhưng là ánh mắt của tình thương và là ánh mắt của sự tha thứ cho người môn đệ thân tín của mình. Và đỉnh cao của lòng chạy thương của Chúa Giêsu đó là trên đỉnh đồi Cao Nguyên, Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lòng chạy thương của Chúa Giêsu là như thế đó, kính thưa cộng đoàn. Để rồi ngài mời gọi mỗi người chúng ta, mời gọi các môn đệ, những người đi theo Chúa Giêsu,
mình cũng phải có ánh mắt chẳng thương như thế đối với anh chị em đồng loại, đối với ông bà cha mẹ, đối với những người thân trong gia đình, trong lối xóm, trong hội họ đạo, trong nơi công sở của mình. Đáng biết hay là ngày hôm nay giữa một cái xã hội mà hơi bị khó tìm ánh mắt chẳng thương, hay mà ánh mắt chẳng thương đó là một lòng vô cảm. Người ta đang được, người ta đến người khác, người ta không dám gì, bởi vì nhìn vào đôi khi mình đã bị mắc nạt. Và chính bản thân con đã lớn một lần biết điều ấy, khi đi đường gặp một người té xe và đứng lại và mình đỡ lên, thì anh ta lại rút cái chìa khóa xe của mình và anh ta bảo mình ép anh ta té. Mình cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại hành động như thế với người làm ơn của mình. Và như thế ta có thể nói làm ơn mắc con. Và chính vì thế nên ngày hôm nay chúng ta phải tranh đấu với lòng của chúng ta, và đặc biệt chúng ta là người nghe lương mục, chúng ta lại được mời gọi sống lòng chẳng thương đó giữa cuộc đời, giữa xã hội, khi mà người ta vô cảm, người ta vô cảm với tất cả đồng loại, thậm chí đến cả động vật. Cách đây hơn một năm, có một nhóm bạn trẻ đã giết một con vọc và một con cò và đưa lên mạng cười ngã lên. Con không biết mọi người nghĩ sao, nhưng bản thân con dù đó là một con vật, con cũng chẳng can đảm để mà cắt cổ nó. Và thậm chí con chó nhà được nuôi, dẫu là đừng có giận thì giận, nhưng mà cũng chẳng dám làm cho nó đau đớn, dẫu là nó là một con vật. Ấy vậy mà có những người đã vô cảm với cả chính anh chị em đồng loại của mình. Bao nhiêu phiên tòa mà chính luật sư phải rơi nước mắt khi con cái đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà, anh chị em tương toàn huynh đệ không còn thương nhau. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã vô cảm và lòng chẳng thương nơi người ta bị khép lại. Rất dễ hiểu khi người ta cảm nhận được một lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời, người ta thương xót anh chị em đồng loại được. Khi người ta ích kỷ, người ta nhỏ nhen, người ta không có nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Chúng ta còn nhớ đến hình ảnh của thánh Augustino, cả một cuộc đời ăn chơi thủy lạc. Xin lỗi, những đêm nào không ngủ mà cũng có đàn bà ngủ không ngon. Một con người tội lỗi đến tận cùng, nhưng khi chạm đến ánh mắt chẳng thương của Chúa Giêsu, Augustino đã biến đổi cuộc đời của mình. Và Augustino cầu nguyện là: Chúa, xin cho con được biết Chúa, xin cho con được biết con, xin cho con được gặp gỡ Chúa, và xin cho con được gặp chính con. Chỉ khi nào mình ngồi dưới chân Chúa, mình chiêm ngưỡng một ánh mắt Giêsu thương mình, dẫu là mình là còn một tội nhân, thì lúc đó mình mới cảm thương anh chị em đồng loại mình được. Còn nếu không thì mình khó thương người khác lắm, bởi vì lúc nào trong người của mình cũng có cái món cao ngạo: tôi là thánh, tôi là nhân, thằng kia là quỷ, thằng kia là ma, thằng kia là xấu. Trong khi đó trước mặt Chúa mình có là cái gì đó. Và chúng ta nhớ đến hình ảnh của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm của chúng ta, một khuôn mặt của một số Francisco. Khi mà đắc cử Giáo Hoàng, ngài chắc bóc các thần tiên: anh em đã làm một điều sai mà anh em không biết. Đó là hầu ngài lên làm Giáo Hoàng. Và trong cái bài phỏng vấn hỏi Đức Thánh Cha Francisco là ai, Francisco rất là dễ thương để trả lời: Francisco là một tội nhân. Khi mà chỉ khi chúng ta cảm nhận và chúng ta xác tín trước mặt Chúa rằng chúng ta là những người có tội và chúng ta được Chúa thương, thì lúc đó chúng ta mới mở lòng, mở trí, mở mắt, mở tâm hồn để chúng ta yêu thương anh chị em đồng loại. Con vẫn thích cái ánh mắt của Giang Kim
bản thân của Giê-xu. Giữa một cái đám đông đi theo Chúa Giê-xu, nhưng không ai cảm nhận được cái lòng thương xót của Chúa Giê-xu cho bằng Gia-tiêu, một con người được mọi người loại trừ và liệt vào hàng tội lỗi, bởi vì Gia-tiêu là người thu thuế. Thế nhưng vượt qua mọi định kiến của xã hội và của tất cả các đám đông, Gia-tiêu theo như tin mừng kể, người thì nhỏ bé lùn, Gia-tiêu đã bằng mọi giá để trèo lên trên sông để Gia-tiêu nhìn thấy ánh mắt của Giê-xu. Và khi ấy ánh mắt của Giê-xu đã nhìn thấy ánh mắt của Gia-tiêu, và mắt chạm mắt, lòng chạm lòng. Thầy ơi, ngày hôm nay mời thầy về nhà ăn với tôi bữa cơm. Nếu tôi có làm việc của ai, tôi xin đền gấp bốn, và tôi xin chia nửa gia tài cho người nghèo. Một tâm hồn của Gia-tiêu rất tuyệt vời mà vẫn còn in đậm trong con. Một con người tội lỗi, một con người yếu đuối, nhưng Gia-tiêu đã vượt lên chính mình để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để Gia-tiêu trở thành con người mới. Một tội nhân có quá khứ, nhưng tội nhân đó cũng có tương lai. Một thánh nhân cũng có quá khứ, nhưng một thánh nhân có tương lai. Biết bao nhiêu con người sâu xa tội lỗi như thánh nữ Maria Magdalena và thánh nữ phục vụ ngày hôm nay chúng ta mời. Maria Magdalena được mệnh danh là một con người bán thân, nhưng rồi khi bà gặp được ánh mắt chạy thương của Giê-xu, Maria Magdalena đã tỏ lòng thống hối và đã được Chúa cứu rỗi. Và có lẽ một hình ảnh rất gần với chúng ta trên đêm thập giá, giữa một con người gian ác không tự nhận mình là gian ác và còn thách thức Chúa Giê-xu: nếu ông là con Thiên Chúa hãy xuống khỏi thập giá đi. Nhưng rồi chúng ta bắt gặp hình ảnh của người trội lòng, lại thầy Giê-xu. Khi nào thầy bảo nước của thầy xin nhớ đến tôi, bởi vì tôi là thằng em trộm. Và ngay lúc đến Chúa Giê-xu nói: ngày hôm nay anh sẽ lên thiên đàng với tôi. Ước gì ngày hôm nay với cha tin mừng rất ngay, với ánh mắt chạy thương của Chúa Giê-xu khi nhìn đám đông, cũng là tấm lòng, cũng là ánh mắt của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta thấy một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, dẫu rằng chúng ta còn là một tội nhân, để sau thánh lễ này về, chúng ta yêu thương anh chị em đồng loại mình hơn, chúng ta yêu thương bà con lối xóm mình hơn, và chúng ta yêu thương người cha già, người mẹ già, cái đau yếu bệnh tật, người vợ, người chồng đau đớn hay trong gia đình chúng ta, những con người tội lỗi, những con người thiếu thốn, những con người đau khổ ngay chính trong gia đình chúng ta, ngay trong họ đạo chúng ta, ngay trong công sở chúng ta. Xin Chúa thêm lên cho mỗi người chúng ta, để ngày mỗi ngày chúng ta khám phá ra ánh mắt tình thương, ánh mắt của lòng thương xót, và cả tấm lòng thương xót của Chúa Giê-xu lên cuộc đời của chúng ta, để chúng ta cũng biết yêu thương và thương xót anh chị em đồng loại như Chúa đã yêu chúng ta. Tôi thiên thiên cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng. Thank you.
dẫn họ vào được đoạn nước trời. Chúng ta ngợi khen lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và những lời nguyện xin.
Còn loài người có thể nhìn thấy trong hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn khen tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ Phát Hoa này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tôn vô Chúa rằng: trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
chúng ta nhân nguyện rằng
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin phù trợ chúng con là loài dân Chúa. Chúa đã lấy mạnh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin phù giúp chúng con từ bỏ đến sống cuộc và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin dạy khi tôi chúng con.